Sám văn: chúng con có thể đã làm những tội như thế vì vô minh che lấp tâm tánh nên không tự nhớ được. Những tội như vậy vô lượng vô biên, ngày nay chí tâm tha thiết đảnh lễ, cầu xin sám hối, nguyện cải đổi tâm tánh. Những tội đã làm nhờ sám hối mà trừ diệt, những tội chưa làm từ đây thanh tịnh. Nguyện Tam Bảo đem ánh sáng quang minh diệt trừ si ám cho chúng sinh, thuyết giảng pháp môn di diệu nhiệm màu cho chúng sinh nghe, khiến tất cả đều được chứng quả vô thượng bồ đề, thành bậc chánh giác. Giải thích: chúng ta hy vọng Tam Bảo đại từ đại bi có thể khiến chúng sanh vĩnh viễn thoát ly khổ báo nơi ba cõi ác, đạt được an lạc rốt ráo thành Phật. Nàng dâu quý: nhớ lại vào những năm 1993 mới vừa qua rằm tháng giêng âm lịch, bạn đạo của tôi là bác sĩ Hoàng gọi điện cho Quả Lâm, mách rằng có một nữ đồng hương ngủ nơi quê nhà Hoành Thủy của ông mắc phải quái bệnh, toàn thân đau đớn khó chịu, đau đến phải khóc la như quỷ gào sói tru, trị thế nào cũng không hết, phải quỳ trên giường mới có thể tạm giảm bớt đau đớn. Nhưng mồm thì luôn kêu: ôi đau, đau quá, không ngừng. Bởi âm thanh rên khóc quá ghê rợn ồn náo, làm ảnh hưởng đến những người bệnh khác cần nghỉ ngơi, nên các y viện nhỏ không chịu thu nhận cô nhập viện và khuyên cô hãy đến bệnh viện lớn chữa trị. Người trong thôn sực nhớ có bác sĩ Hoàng là đồng hương đang công tác tại Thiên Tân, liền bảo người chồng đưa cô đến đó. Bác sĩ Hoàng sắp xếp cho cô nhập viện rồi, nhưng y viện khám không ra bệnh. Hôm qua cô quỳ trên giường thét rên không ngớt, khiến các người bệnh nơi phòng khác không ai nghỉ ngơi gì được. Hừng sáng hôm nay y viện thông báo phải cho cô ra viện ngay. Trong tình cảnh này, đừng nói là cô khó thể trụ tại nhà ai, mà ngay cả thuê phòng cũng chẳng được. Do vậy bác sĩ Hoàng đành hỏi chúng tôi về nguyên nhân căn bệnh của cô. Quả Lâm bảo: cô này hiện nay thọ mạng chỉ còn trong sớm chiều, bác sĩ hãy mau mau đi hỏi cô đời này đã phạm lỗi gì với ai nhiều nhất. Chỉ cần cô đáp đúng, lập tức cơn đau có thể dừng. Sau đó hãy để cô tự phát lồ, nói ra hết những lỗi mình đã phạm phải. Hãy tự thú được càng nhiều thì tội càng bớt, cơn đau càng giảm. Hôm sau bác sĩ Hoàng gọi điện tới, tường thuật tình hình bệnh nhân. Ngay lúc cô đang quỳ trên giường kêu rên thì bác sĩ Hoàng hỏi: ngay cả y viện lớn tại Thiên Tân này cũng không tìm ra bệnh của cô. Tôi đã đi thỉnh ý một vị tu hành, họ bảo tôi nên hỏi cô: cả đời này cô có làm điều gì phạm lỗi với ai không? Nếu nói đúng thì bệnh sẽ dừng. Cô đáp: tôi có lỗi rất lớn đối với mẹ chồng. Cô vừa nói xong, giống như bị một đôi tay vô hình đẩy một cái, liền ngã lăn ra trên giường, miệng không còn rên la nữa, mà lộ vẻ rất vui mừng mãn ý. Cô có vẻ muốn nói, nhưng do quá kiệt sức không thốt ra lời nổi nữa, nên đành nhắm mắt lại. Rồi cô thiếp đi, chìm vào giấc ngủ. Tính ra từ lúc phát bệnh đến giờ, cô phải quỳ như thế suốt 3-4 ngày chưa được nghỉ ngơi. Lần này cô ngủ một lèo hơn 20 tiếng, ngay cả truyền nước biển vào tai cũng không tỉnh. Lúc bác sĩ Hoàng đến gặp cô, dù vẫn còn nằm trên giường, nhưng cô không còn thét la kêu rên chi nữa. Bác sĩ Hoàng giảng lý nhân quả Phật giáo cho cô nghe và hướng dẫn cô niệm mười mấy tiếng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Sau đó bảo cô nếu chân thành nhận lỗi sám hối tha thiết thì có thể tiêu tội. Xem ra cô đã thật sự biết lỗi và bắt đầu phát lộ việc mình có lỗi đối với mẹ chồng như sau: tôi ngay lần đầu tiên bước vào nhà mẹ chồng thì phát hiện bà là một bà già quá mê tín, trong nhà thờ bài vị Thiên Địa Quân Thân Sư. Tôi bảo: nay là thời đại gì rồi mà mẹ còn tin ba cái thứ nhảm nhí đó, hãy mau mau đem bài vị dứt đi. Nhưng mẹ chồng nói chúng tôi tuổi trẻ không hiểu chuyện,
quả thật trên đầu ba thước có thần minh. Tâm con người ta lành hay ác, đất trời đều nhìn thấy hết. Cho nên làm người phải kính trời đất, hiếu với song thân, trọng sư trưởng. Nếu sống mà không chịu hành thiện tích đức, toàn làm việc xấu, sớm muộn gì cũng sẽ bị ác báo. Tôi nghe vậy thầm cho lời mẹ chồng giáo huấn ngầm chứa ác ý đối với tôi, nên từ đó ghim hận trong lòng. Khổ nỗi chồng tôi rất hiếu thuận, mỗi khi ăn cơm đều mời bà ngồi ở trên thượng tòa. Bà mà chưa cầm đũa thì chúng tôi chẳng thể ăn được. Điều này càng khiến tôi tức giận. Kết hôn xong thì tôi sinh con. Tôi thầm nghĩ, đã có con rồi thì xem như tôi có đủ tư cách để nghênh chiến cùng mẹ chồng. Bởi vậy, hễ muốn ăn thì tôi ăn, muốn uống thì tôi uống. Trong nhà không cho chơi mạt chược thì tôi đến nhà bằng hữu chơi, có lúc gầy sòng đến sáng mới về. Hôm sau tôi ngủ mê mệt, cho đến khi mẹ chồng vào kêu dậy, tôi mới rời giường ra ăn cơm. Do chuyện này mà nhiều lần cùng chồng gây cãi, thậm chí có lần còn bị chồng đánh cho. Lúc đó tôi tức giận, ẵm con về nhà mẹ ruột. Một tháng sau, mẹ chồng thân hành tìm đến rước, tôi mới chịu về. Từ đó, không những mẹ chồng không dám chọc giận tôi, mà chồng tôi cũng phải nhường nhịn, nể nang tôi. Tôi cho đó là chiến thắng dễ dàng, còn truyền dạy kinh nghiệm này cho các nàng dâu trong thôn, là bạn hữu từng chơi bài với tôi. Tôi trở thành nữ chủ nhân trong nhà, tất cả việc mẹ chồng tôi đều phải thầu lãnh hết. Ngay cả quét nhà, gánh nước gì cũng do bà lo hết. Mẹ chồng hàng ngày trừ thắp hương lễ bái trước bài vị thiên địa quân thần sư ra, bà còn làm thêm việc thài lai ngu dốt nữa là hễ nhà ai có xảy ra chuyện hôn tang cưới gả thì bà liền nhào tới đó trợ giúp. Ngay cả cơm nước cũng bỏ để mặc người nhà ăn một mình. Còn hễ gặp ăn mày đến nhà mà bị tôi xua đuổi thì bà rượt theo họ ráng cho họ mấy đồng hay thức dùng chi đó. Vì vậy mà tôi nhiều lần gây cãi với bà, mắng bà là đồ đần, ngu như heo, đồ thần kinh. Nhưng mẹ chồng không hề dám cãi lại với tôi. Bà chỉ mỉm cười nói, ta nghĩ mình là người biết tiết kiệm tiền, con đừng có quản tới mà chi. Còn một chuyện khiến tôi tức giận nữa là nhà tôi ngủ tại đầu thôn, cổng trước cách đường lộ khoảng 100-200 mét. Mỗi tối vào những ngày không trăng, mẹ chồng tôi tự chế ra 10 cái đèn bão, cứ cách 20 mét thì treo lên một cái, mục đích là để soi đường cho thiên hạ đi. Tính ra cả năm bà tiêu phí không biết bao nhiêu dầu. Tôi nghĩ chỉ vì bà muốn được mấy câu khen ngợi của dân làng, chứ tính ra có thu được cái quái gì đâu. Năm nay vào ngày 30 cuối năm, sáng sớm vợ chồng tôi cùng con trai đi xe quả đến Thạch Gia Trang mua hàng Tết. Về tới nhà thì đã hơn 4 giờ chiều. Chỉ thấy cái sân được mẹ chồng quét sạch bóng, lu dại gì cũng đã đổ đầy nước. Chồng tôi còn hỏi, ai gánh nước đây? Anh ta đâu biết là trong nhà này nếu không phải anh gánh thì là mẹ chồng gánh. Thấy cửa gian giữa hơi khép, con tôi lên tiếng kêu, nhưng gọi mãi mà không thấy bà nội ứng thinh. Bèn đẩy cửa tiến vào thì thấy bà ngồi trên ghế trúc, đầu quẹo qua bên trái ngủ queo. Chồng tôi vội buông hàng hóa xuống, bước tới gần kêu, mẹ ơi, thức dậy đi, lên giường mà nằm ngủ chứ, ngồi trên ghế ngủ như vậy sẽ mệt đó. Nhưng mẹ chồng tôi không nhúc nhích cửa quậy gì. Chồng tôi vừa lai bà nhẹ nhẹ, vừa kêu mẹ ơi mấy tiếng, nhưng bà vẫn không động đậy. Anh hoảng hốt khóc to, kêu réo mẹ ôm sồm. Tôi đang rửa sơ cái mặt thì nghe nói, mẹ chết rồi, đã ngừng thở rồi. Tôi cáo tiết, rủa gai, sớm không chết, muộn không chết, lại ra đi đúng vào ngày 30 cuối năm. Chẳng phải là muốn chúng tôi không được ăn Tết sao? Thiệt là thất đức quá mà. Chồng tôi đang khóc, nghe tôi lầm bầm như vậy, liền quay qua, tát mạnh vào mồm tôi. Tôi liền tru tréo khóc ầm lên. Hàng xóm cùng người trong thôn đều chạy qua, bu đầy nhà. Mọi người đều khóc thương mẹ chồng tôi. Lúc đó tôi còn nghĩ, trong cái đám láng giềng này nhất định là sẽ có kẻ mắng tôi nè. Nhưng không có ai làm như vậy. Bây giờ nhớ lại, có thể là mẹ chồng tôi chưa từng ra ngoài nói xấu tôi với ai.
tôi đã hiểu tấm lòng tốt của mẹ chồng. Tôi thật có lỗi với bà. Tối 30, đây là lần đầu người toàn thôn phá lệ xưa, không nhà nào chơi đùa hay đốt pháo hoa, không một đứa trẻ nào ăn mặc diễm lệ. Hầu như người toàn thôn thay nhau giữ linh quang suốt đám tang. Bây giờ tôi mới hiểu, do mẹ chồng hay giúp đỡ xóm giềng, nhiều năm nay, những đêm tối không có trăng chiếu, bà đã treo đèn soi sáng đường về giúp người trong thôn. Nên toàn thôn hiện thời, ngay cả năm mới, cũng chẳng ai muốn đón mừng. Chứng tỏ mẹ chồng tôi rất được cả làng thương yêu kính quý. Bản thân bà biết mình sắp ra đi, còn ráng vì chúng tôi làm chu đáo hết mọi việc trong nhà, rồi ngồi trên ghế an lành ra đi. Bà quá nhân nghĩa mà. Nhưng lúc đó tôi lại trách mắng mẹ chồng, tôi quả thật là đáng chết. Rằm tháng giêng vừa qua, chưa được mấy ngày, tôi bỗng cảm thấy toàn thân khó chịu. Ban đầu tôi thầm cho là chắc tại lo đám tang nên mỏi mệt, do nghĩ Tết đến nơi mà còn phải lo ma chay, nên tôi rất hận mẹ chồng. Tôi còn hướng về chồng nói xấu bà nữa. Lúc đó chồng tôi rất khó chịu, trừng mắt nhìn tôi mà chỉ nói một câu: "Em làm ơn lưu giữ chút khẩu đức đi." Rồi anh im lặng không nói gì thêm nữa. Sáng hôm sau tôi thức dậy, vừa cúi xuống định mang hài rời giường đi thì tôi bỗng té nhào trên đất. Đau đến nỗi tôi thét gian lên oang oác, cảm giác như đang bị cả trận mưa roi trượng bằng sắt quất vào thân. Chồng tôi vội chạy đến đỡ tôi dậy, nhưng không đỡ lên nổi, vì hễ tay anh chạm vào đâu là tôi nghe chỗ đó đau như muối sát kim châm. Tôi bị đau đớn thống khổ dày dò suốt thời gian dài, mới phát hiện ra rằng chỉ có tư thế quỳ trên đất và hai tay dang ra vịn trên đất mới tạm giảm đau chút đỉnh. Toàn thân tôi có cảm giác như xương cốt đều bị bẻ gãy dở dụng, hãy động đậy một chút là đau không chịu nổi. Tôi lúc đó không hề biết đây là do ác báo mình vô lễ hỗn hào, ngược đãi, phỉ báng mẹ chồng. Bởi tôi không bao giờ tin vào mấy cái thuyết nhân quả báo ứng, nhưng bây giờ tôi đã tin rồi. Tôi chưa muốn chết, do con tôi chưa trưởng thành, tôi nguyện từ nay nhất định sẽ tu sửa, lo hương quả thờ phụng mẹ chồng, ngày ngày thắp hương lễ sáng, sẽ làm nhiều việc thiện tạo phúc đức. Bác sĩ Hoàng thấy bà đã biết nhận lỗi, thân thể cũng không còn đau, liền khuyên bà lúc nào cũng phải niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, phải tâm niệm miệng niệm mới được. Và ông tặng bà một sâu chuỗi, nhắc nhở bà phải luôn kiểm lại những lỗi lầm suốt mười mấy năm nay đã cư xử tệ với mẹ chồng, nên phát tâm sám hối, có lẽ sẽ mau chóng lành bệnh. Nửa tháng sau, bác sĩ Hoàng đến nhà tôi, báo tin là ông vừa cho bệnh nhân kia xuất viện về quê. Nhưng thêm một chuyện lạ phát sinh nữa, nên vội đến báo cho chúng tôi hay. Nàng dâu ngỗ nghịch này sau khi hối lỗi, tự đánh vào mình nhừ tử rồi, mỗi ngày đều niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thì ngủ được an lành. Nhưng không thể ăn gì, chỉ có thể nương vào truyền dịch mà duy trì mạng sống. Bác sĩ Hoàng có lần vào phòng bệnh, phát hiện bà nằm trên giường, miệng động đậy, tay phải để trên ngực lần chuỗi, hai khóe mắt tuôn tràn lệ, ướt đẫm cả gối. Một hôm, sáng sớm thức dậy, bà hưng phấn nói với chồng, kể rằng bà mơ thấy mẹ chồng đến thăm. Bà cười ha hả rồi bảo: "Yên tâm đi, nhà ta sẽ ngày càng tốt hơn đó." Rồi đột nhiên mẹ chồng hóa thành vị trời biến mất. Bà nói chắc là bệnh mình sẽ lành. Nhưng ông chồng thấy bà mỗi ngày một tệ hơn, bèn quyết định dùng xe cứu hộ đưa bà về quê. Hôm đó tiết trời đặc biệt lạnh, xe khởi hành thì bác sĩ Hoàng nhắm mắt niệm Nam Mô A Di Đà Phật hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Đột nhiên ông nghe tiếng bà nói với ông: "Tôi đi đây, cảm tạ ông đã cứu tôi, đã dạy tôi niệm Phật." Ông vội mở bừng hai mắt, ý thức rằng bà đồng hương nọ đã chết. Thế là vội nghiệm thi, kiểm tra quan sát, thấy bà đã tắt thở. Họ dừng xe lại, người chồng lo khoác y phục tốt cho bà. Lúc này xe vừa ra khỏi huyện tỉnh Hải, gió lạnh dây bủa tứ bề, phải mất 5 tiếng mới về tới nhà.
Khi khi người chết xuống, thấy thân bà rất mềm dịu, so với lúc sống không khác bao nhiêu, tác sự hoàn tất thuận lợi. Chuyện của bà đã trở thành tấm gương giáo dục cho toàn thôn. Đây là do tội không tin Tam Bảo, bất hiếu với mẹ chồng, phỉ báng người lương thiện, nên nàng dâu đã mắc phải hiện thế báo ứng. May nhờ có bác sĩ Hoàng dạy bà niệm Phật sám hối, diệt được vô lượng tội. Nếu không, bà sẽ chết rất thê thảm, chết rồi lại còn bị đọa vào địa ngục vô gián. Trong văn lương Hoàng sám giảng giải, Phật pháp rất di diệu tinh tế, là vì muốn chúng sanh tiêu trừ si ám, đạt được quang minh, ai cũng ly khổ đắc lạc. Vừa niệm Nam Mô Phật, trọn có thể thành tựu Phật quả. Ha ha ha, 问什么的说呵